Thời điểm này, cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn được thông qua sẽ tạo bước đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội 13 của Đảng sẽ chính thức khai mạc, một dấu mốc quan trọng có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Nhìn lại chặng đường của nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, đã thể hiện vai trò lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng, nhất là trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Đảng ta lãnh đạo được rất nhiều các công việc. Đấy, và đặc biệt đây là đại hội lần thứ 12 chúng ta quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đấy, và cái kết quả nữa là lãnh đạo phát triển đất nước. Đấy, và chúng tôi rất tâm đắc là bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng là chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay, và kết quả đấy là được các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương tôi thấy là phát triển mạnh mẽ 5 năm vừa qua. Nhiệm kỳ vừa rồi là Đảng ta là lãnh đạo rất tốt về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống dịch, chăm lo đời sống nhân dân là rất là tốt, mà không những nhân dân trong nước mà nhân dân thế giới đang đều rất là ghi nhận. Với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đại hội không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Với địa phương chúng tôi thì rất muốn là có những cái chính sách là đổi mới và phát triển, và luôn luôn quan tâm đến nông nghiệp, trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đặc biệt là đối với sản xuất nông nghiệp thì rất mong là quan tâm đến cái sự lãnh đạo, đó là việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân để nông dân chúng ta thay đổi được cái tư duy để sản xuất nông nghiệp. Và rất muốn là có cái giữa sự phối hợp kết hợp để làm sao có cái sự quan tâm từ cấp trên để bao tiêu cái thị trường sản phẩm cho nông dân, để nông dân có thể là phát triển, tăng cái hiệu quả năng suất. Mong muốn các đồng chí lãnh đạo là đi sâu đi sát, quan tâm đến đời sống nhân dân, quan tâm đến phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, và cũng là củng cố an ninh quốc phòng để nhân dân yên tâm xây dựng đời sống và xây dựng kinh tế. Hướng về đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh mong muốn mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề ra những định hướng, quyết sách đột phá. Chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển bứt phá của đất nước trong tương lai.